Hello, xin chào anh chị quý vị và các bạn cùng trở lại với Mạnh Dũng Auto. Thì video hôm nay em chia sẻ tới anh chị và các bạn về quá trình em đi mua một chiếc xe thực tế tại nhà dân nó như thế nào. Thì đây là chiếc i10 2018. Đó, chiếc xe này thì đây, chính chủ nhà anh đây. Đó, đây anh em đem đi hai xe. Đây là đang ở thị trấn Đại Từ. Con xe này thì đây, thực tế nó sẽ đây, nó đang bị xước sát này. Đó, thực tế con xe mua như thế nào thì em sẽ quay chi tiết luôn để anh chị và các bạn biết rằng về nhà em dọn dẹp như thế nào. Đấy, đây, tổng thành xe. Con xe này thì nó là form mới 2018, màu trắng. Chiếc xe này thì em cũng đã kiểm tra về tổng thành, ngoại thất, thân vỏ. Độ khá nhiều đồ chơi rồi, từ đèn bi, màn hình. Đấy, chiếc xe này thì em mua giá rất là cao. Đây, anh em đang làm thủ tục trong nhà. Đấy, biển 20 Thái Nguyên. Độ đèn bi, màn hình Android rồi nhá. Đấy, chốc nữa thì em sẽ quay thực tế test trên khung đường về gầm bệ. Đây, vô lăng nó cũng khá đẹp. Màn hình Android. Khi mà em mua xe nhá, khi anh chị và các bạn bán xe cho em mà có không nhất thiết là em về em phải lắp đâu nhá. Em tính tiền màn hình Android hay đủ phụ kiện đồ chơi, tức là khi em mua mà đủ hết màn hình Android này, đèn bi, độ thì em sẽ mua với giá cao hơn đấy. Coi như là em đi lắp luôn thì em trả giá cao hơn. Con này em mua rất là cao rồi. Đây, đây, toàn bộ nút gương, kính chỉnh điện này. Đây, toàn bộ cụ số đây. Đây, toàn bộ vành vô lăng. Con xe này thì chủ cũ là anh thanh niên. Đây, anh ấy đây. Đang viết giấy tờ. Con này thì đỗ hết đồ chơi rồi. Về lót sàn 5D này, bọc bộ ghế. Đây, toàn bộ ghế sau đây. Lót sàn 5D, bộ da ghế, trần 3D hết. Con xe này thì gầm bệ nó em vừa cũng vừa chạy thử rồi, khá là tốt. Lốp dép còn mới. Con này về em phải dọn bắn tỉa sơn này. À, đánh bóng bắn tỉa sơn, sơn gầm chống gì. Loanh quanh đâu đó phải gần chục triệu, là cả hồ sơ là hơn chục triệu nữa cơ. Đó. Nếu anh chị và các bạn có nhu cầu về chiếc xe này thì chuẩn bị liên hệ với em, chắc em dọn mất 1-2 hôm. Đây, em đang đi hai xe này. Đó, đi con Vios 2017 số sàn mới về. Con này thì em cũng hôm nay có ảnh trên fanpage rồi. Ngày mai em dọn dẹp con này xong thì sẽ có video chi tiết. Đấy, thì chốc nữa em sẽ chạy thử con i10 này và em quay ở video đoạn sau cho anh chị và các bạn nhé. Và đây là chiếc i10 2018. Em vừa quay video tại nhà khách, bây giờ thì em đang trên đường về. Con xe này thì chạy khá là tốt anh chị các bạn ạ. Em đang đây, còi zin nhá. Đây, toàn bộ màn hình này, đầy đủ hết đồ chơi, màn hình. Màn hình Android nhá, màn hình có định vị GPS, có YouTube nếu mà cắm sim mạng luôn. Có cảnh báo phần nguội Vietmap S1. Đây, toàn một cục số nữa. 2018 xe rất là đẹp. Con này thì em vừa ở nhà bác dân bán xe, em đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Qua một lượt về gầm bệ cũng đã chạy thử rồi. Con xe này về thì em cần bắn tỉa sơn, đánh bóng và kiểm tra lại một chút về khoang máy, cũng như là về kiểm tra lại về phần thụt hay là rô tin một chút nữa. Thì khi bán ra cho anh chị và các bạn này để bảo hành cho anh chị và các bạn về đâm đụng cũng như là ngập nước. Đây, em đang chạy này, 50 này. Đây, 60 nhá. Đây, chạy nó cũng cao một chút. Đây. Đó. Con xe này thì đủ hết cả cam hành trình, màn hình trên gương, nó là bản đủ mà. Nó có màn hình trên gương này. Đây, cụ số, hệ thống phanh tay đây, toàn bộ. Đây là tiếng kêu của thắt dây an toàn nhá. Thì chiếc xe này sau khi về và dọn dẹp xong thì em sẽ quay lại tổng thành về ngoại thất, nội thất và gầm bệ một lần nữa. Thì đây là video chi tiết về em mua một chiếc xe tại trực tiếp nhà dân. Nếu anh chị và các bạn đang có nhu cầu về một chiếc i10 2018 hơn 300 triệu số sàn bản đủ thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em để phía dưới màn hình. Hiện tại thì cửa hàng còn rất nhiều i10, 45 chiếc từ 2016 đến 2017 form mới, cũng như là 2018, 2017 màu bạc này, 2018 như chiếc này là màu trắng. Đó, nếu anh chị ở màu trắng thì hãy alo ngay cho em. Dần sau đây thì em xin phép được kết thúc video. Nếu anh chị và các bác có xe muốn bán thì gửi ảnh qua Zalo cho em nhé. Xe đẹp thì em mua, sẽ mua với giá cao và đến trực tiếp nhà luôn. Chúc các bác một ngày mới làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video clip tiếp theo.